Tiếp tục thì lại một chiếc xe Mazda CX-8 và chúng tôi đang bóc cái mặt kính mặt của hãng tặng ra để dán một tấm kính 3M. Đấy, anh em thấy thì nó rất là mất công nếu như chúng ta một là anh em được tặng này, hai là được cho hoặc là được tư vấn, nhưng mà những cái dòng phim cách nhiệt nó không được ngon ấy, thì anh em sẽ phải mất rất là nhiều công để chúng ta bóc cái cũ đi, coi như đập cái nhà cũ đi để xây một cái nhà mới. Thì đây, chúng ta phải cạo hết toàn bộ những cái keo cũ đi. Đó, những cái keo cũ thì nó bán trên này chúng ta phải cạo rất là sạch luôn. Đó. Để mà những cái chiếc xe càng dán lâu ấy thì chúng ta cần phải cái keo nó càng chắc chắn, do vậy chúng ta càng mất nhiều thời gian. Đấy, thì để mà anh em giảm bớt thời gian thì mình có lời khuyên là kính mặt anh em chọn cái kính xịn, chỉ mất một công thôi, một lần thôi. Đó, còn ở cái kính sườn này thì mình cũng vừa mới bóc ra để dán một cái phim cách nhiệt 3M. Đấy. Còn kính bên sau này thì anh vẫn sử dụng nguyên zin của hãng tặng cái Luma. Tất nhiên là Luma thì có những cái dòng phim cao cấp hơn, nhưng mà hãng thường tặng cho mọi người cái phim cách nhiệt mà loại rẻ tiền thôi. Đó. Trên chiếc xe nữa thì mình xin phép là quay lại tất cả những cái trang bị này. Ví dụ như đầu tiên là cái camera 360. Đó. Anh thấy ngay ở giữa logo luôn, trong logo luôn. Nó rất là đẹp. Nguyên zin luôn. Đấy. Rồi, hai camera hai bên gương thì mình sẽ quay đến đây cho mọi người xem là nó cũng rất là tinh tế. Đó. Gần như là chúng ta nhìn thấy một cái điểm nhỏ nhỏ là đấy. Và trên chiếc xe này nữa thì anh đã lắp một bộ cảm biến áp suất lốp này. Mang cái thương hiệu này thì anh em hoàn toàn yên tâm rồi, Steamed. Đấy. Rất chính xác. Rồi, một cái thiết bị nữa ở trên cái bộ này. Đó, thì chúng ta có một bộ bậc bệ này. Quay lại đây cho anh em nhìn dễ hơn. Đấy. Thì trong chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn, cũng như là trẻ con có thể bước lên này. Đấy, bước lên nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi, những cái ô dán xung quanh này. Và bây giờ thì mình sẽ quay đến cái hệ thống mà cam 360 trên trước màn hình này cho anh em xem. Ta cho anh nhờ một chút thôi. Cắn hết rồi đúng không? Đây, như anh em nhìn thấy nhá. Phim cách nhiệt sau khi phải cạo hết cái phần keo ra này. Đấy. Rất là mất công, mất thời gian. Rồi, mình sẽ vén cái màn hình lên cho anh em nhìn này. Đấy, đẹp chưa? Rồi, ok, mình sẽ xi nhan trái này, xi nhan phải này, to lên anh em nhìn thấy nhá. Đó, rất là nét luôn. Xi nhan trái này, rồi mình sẽ đóng cửa lại ở đây, nó báo luôn mở cửa trên này anh em ạ. Đấy, đóng cửa lại luôn. Đằng sau vẫn có hai cái cửa hai bên đang mở này. Đấy, ok. Vẫn còn một cửa nữa thôi. Thì như mọi người nhìn thấy là cái mắt camera đấy, nó sẽ nhìn từ cái sườn này nhìn lên này. Đấy, rất là nét. Mình sẽ gài số lùi này. Thì như nhiều anh em bảo là cái hệ thống mà cam 360 bản CX-8 mà bản cao cấp ấy thì nó có, nhưng mà chắc chắn là không thể nét bằng như này được. Đấy, và nó có đánh lái theo vô lăng luôn. Mọi người nhìn thấy cái vạch lái này, nó xiên sang một bên. Đó. Và cái quan trọng nhất ấy, đó là cái hệ thống này nó là Android, có cắm sim vào mạng, nghe nhạc, ra lệnh giọng nói và tích hợp tất cả những cái tính năng trên xe này. Đấy, thì anh là một người cực kỳ kỹ tính. Có nghĩa là anh muốn là mọi thứ phải... Bản này là bản mà chỉ có một hệ hành Android, nhưng mà nó tích hợp tất cả những cái tính năng zin nguyên bản của xe, không mất một cái tính năng gì cả. Đấy, chỉ có bị là nó không có cái giao diện nguyên bản của xe thôi. Đây, mọi người thấy không? Ta sẽ vào cái ví dụ như ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái ứng dụng để chúng ta vào này, nhưng mà nó sẽ có một cái ứng dụng đó là của xe. Đây, chúng ta vuốt lại này. Và ví dụ như ở đây thì anh em chúng ta có thể vào cái ứng dụng. Ở đây nó sẽ có cái phần hướng dẫn sử dụng này, để mọi người có thể vào những cái thao tác để chúng ta học
đấy, rồi logo của xe, nói chung là nó sẽ giữ hết. Mình sẽ vuốt sang bên này nè, bên này thì tất cả radio này, đặc biệt là phần thông tin xe này nhé, không mất đi tính năng nào của xe. Đấy, chúng ta sẽ cài đặt những cái thứ mà zin nguyên hết luôn. Đấy, cài đặt xe này. Đấy, khởi động tất cả mọi thứ trên này để cho mọi người hoàn toàn yên tâm. Nói chung là một chiếc màn hình mà nó dài ngang này thì trông nó rất là đẹp. Đấy, và mình sẽ thực hiện ra lệnh giọng nói này bằng cách là chúng ta bấm ở dưới này đây. Quay lại đây cho anh em xem. Đấy, chúng ta bấm ở đây. Nghe nhạc trẻ remix 2021. Đấy, nhạc trẻ ra luôn. Chúng ta to màn hình này. Đó. Rất là sang chảnh. Nhiều anh em hỏi là cái bản mà CX8 này này, thì thấy chú thường xuyên quay những cái bản mà CX5 hay là CX Mazda 3, Mazda 6, thì tất cả những bản Mazda Connect này nó giống nhau hoàn toàn luôn, không khác gì nhau. Đấy, hoàn toàn giống nhau luôn. Thì những cái bản này thì chúng ta sẽ đều thực hiện những cái tính năng Mazda Connect giữ nguyên hoàn toàn. To nhỏ tiếng này. Đó. Và cái giao diện phiên bản mới này thì nó gọi phiên bản mẻ. Đây là mã X8S phiên bản Plus, phiên bản dài ngang, rất là sang trọng. Anh em nhìn thấy là nó ngang, nó rất đẹp. Và RAM là 6GB, ROM 128GB. Độ phân giải đã được nâng lên là 1920x720, rất nét. Đây, và mình sẽ quay phần điện đằng sau cho anh em xem này. Đấy. Rất là mỏng, đẹp. Và đấy là cái chiếc xe Mazda CX-8 mà anh em chúng tôi đang dán phim này, lắp màn hình, lắp hệ thống cam 360 all-in-one. Đấy, rất nét. Rồi, ok, và chúng tôi sẽ tiếp tục dán cái bộ phim này để hoàn thành cái công việc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.